Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe và Sống Tốt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đề cập đến 3 nội dung sau. 5 thực phẩm ăn vào, tập thể dục thế nào cũng không kéo lại được. 5 thực phẩm nên ăn kèm khi uống rượu để giảm tác hại. 5 cách làm dịu cơn say rượu tức thì cho đấng mày râu. Sau đây, chúng ta cùng đến với nội dung đầu tiên. Năm thực phẩm phá hủy cơ thể, tập thể dục cỡ nào cũng không kéo lại được. Thứ nhất, trứng chiên và bánh mì kẹp thịt. Các loại thực phẩm này được khuyến cáo không nên sử dụng trước mỗi buổi tập thể dục thể thao. Vì các loại thực phẩm giàu chất béo như bánh mì kẹp thịt và trứng chiên được tiêu hóa chậm, do đó chúng có thể lấy đi nhiều năng lượng mà đáng lẽ cần dành cho quá trình tập luyện. Hơn nữa, để tiêu hóa các loại thực phẩm giàu chất béo như trên thì sẽ có thời gian rất lâu mà chúng cũng không chuyển hóa thành năng lượng để tăng sức vận động mà được dự trữ dưới dạng mỡ. Thứ hai, thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ được các chuyên gia sức khỏe cảnh báo là thứ nên tránh ăn trước khi tập luyện thể dục khoảng 2 giờ. Bởi chất xơ tiêu hóa khá chậm, có thể gây ra các phản ứng phụ như đầy hơi, trướng bụng, thậm chí là chuột rút. Một số loại thực phẩm giàu chất xơ cần cân nhắc nạp vào cơ thể trước khi tập thể dục như hạt chia, hạt lanh. Thứ ba, rau xanh. Trong rau xanh có hàm lượng chất xơ khá cao. Các chuyên gia thể dục luôn khuyến cáo các học viên của mình nên sử dụng chúng trước các buổi tập khoảng 2 đến 3 tiếng. Vì loại chất chứa trong rau xanh sẽ cần công suất tiêu hóa nhiều hơn. Do đó, cần một lượng máu lớn hơn dẫn tới đường tiêu hóa và nội quan. Điều đó cản trở hoạt động tập luyện thể dục và không hiệu quả. Thay vào sử dụng các loại thực phẩm giàu chất xơ trước mỗi buổi tập thì nên sử dụng các loại trái cây như táo, lê, đào. Thứ tư, các thức uống có đường. Thói quen uống các loại nước có đường, chất tạo ngọt nhân tạo và lượng siro cao trước khi tập thể dục, tập thể thao là không tốt. Điều này có thể gây ra sự sụt giảm đường huyết trong suốt quá trình tập luyện. Những người nếu cố tình sử dụng các thức uống này khi vận động có thể bị run rẩy, lo lắng, mệt mỏi và chóng mặt trong khi tập luyện. Cường độ tập thể dục càng cao và thời gian tập càng lâu thì vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ năm, các món có gia vị cay nóng. Những món ăn có sốt và gia vị nóng có thể gây ra chứng ợ nóng nếu ăn. Bạn nên tránh ăn những món này trước khi tập những bài tập thể hình, bởi rất có thể chứng ợ nóng khó chịu sẽ khiến tinh thần tập luyện bị chi phối. Hơn nữa, việc ăn uống các đồ cay nóng lại vận động mạnh sẽ dẫn đến hại dạ dày, vì khi vận động, các cơ cũng như dạ dày được co bóp nhanh hơn bình thường. Chuyển sang phần nội dung tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Năm thực phẩm giảm tác hại tốt nhất của bia rượu. Thưa quý vị, rượu bia là đồ uống rất có hại cho sức khỏe. Nhìn vào thực tế về số lượng người sử dụng và liều lượng sử dụng ở nước ta cho thấy sự ảnh hưởng tiêu cực của nó đến đời sống hiện nay. Nhiều người lấy lý do của việc lễ nghĩa, truyền thống, lễ Tết, hội hè, hoan hỷ để đè ép nhau sử dụng. Trong chúng ta, ít nhiều cũng từng một vài lần bị ép và khó nói câu chối từ và miễn cưỡng phải sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia một cách khôn khéo kèm các thực phẩm dưới đây sẽ giúp chúng ta hóa giải được tác hại của nó. Thứ nhất, thực phẩm bảo vệ gan. Uống rượu sẽ làm hại cho gan. Thành phần chính của rượu là ethanol. Ethanol cần được gan phân hủy trước khi đào thải ra khỏi cơ thể. Vì vậy, uống rượu bia dễ làm tăng tải cho gan. Do đó, khi uống rượu bia, bạn cần phải ăn thêm các thực phẩm bảo vệ gan. Trong đó, các thực phẩm bảo vệ gan dễ tiêu hóa như rau má, rau ngót để thanh nhiệt, giải độc cho gan. Thứ hai, các loại ngũ cốc, các loại củ. Để giảm tác hại của rượu đối với cơ thể, cần tìm cách hạn chế tối đa sự hấp thụ rượu ở dạ dày và ruột. Vì vậy, phương pháp để uống rượu bia đúng cách là bạn có thể ăn một số loại ngũ cốc hoặc các loại củ như khoai lang, khoai sọ, khoai môn, khoai tây.
có thể làm giảm quá trình hấp thụ chất cồn ở dạ dày và ruột. Những loại củ và thực phẩm ngũ cốc thô này chứa nhiều carbon hydrate, vì vậy chúng có thể làm giảm sự hấp thụ của rượu vào thành ruột. Thứ ba, ăn nhiều hơn uống. Trên bàn nhậu, việc sử dụng thức ăn để giảm tần suất uống, điều này có lợi hơn, đặc biệt là các thức ăn nhai lâu. Vì thức ăn nhai lâu sẽ có thể làm chậm nhịp uống rượu, từ đó có thể trì hoãn tần suất uống rượu, dạ dày vào ruột có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Thứ tư, thực phẩm giàu protein. Khi ăn nhậu, bạn có thể chế biến thêm các món ăn có hàm lượng đạm cao như sườn, cá, gà, đều là những lựa chọn tốt để hóa giải tác hại của rượu bia. Sở dĩ phải ăn những thực phẩm giàu chất đạm là do khi chúng ta uống rượu bia, chất cồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất đạm của cơ thể, dẫn đến cơ thể bị thiếu chất đạm. Để tránh tình trạng thiếu đạm, khi uống rượu nên ăn nhiều thức ăn giàu đạm để cân bằng dinh dưỡng kịp thời. Thứ năm, thực phẩm giàu muối vô cơ. Để duy trì sự cân bằng của cơ thể không thể thiếu một số nguyên tố vi lượng và muối vô cơ như kali, natri và các muối vô cơ khác. Bởi vì nếu thiếu những chất này, cơ thể sẽ mất cân bằng nước và điện giải. Trong khi chúng ta uống rượu bia, chất cồn làm lợi tiểu, dẫn đến tiểu nhiều, lấy đi một lượng lớn muối vô cơ. Vì vậy, khi uống hãy ăn thêm thực phẩm có hàm lượng muối vô cơ cao, chẳng hạn như rong biển trộn, salad là một lựa chọn tốt. Nhiều người có thói quen thích uống một ly ngay kể cả khi không có sự kiện gì. Một số người khác thì thích cảm giác được cầm ly rượu đi xung quanh các bàn để cụng ly với bạn bè vì lý do công việc. Nhưng bất kể vì lý do gì mà phải uống nhiều rượu bia thì việc chúng ta phải làm là hạn chế tối đa tác hại của rượu bia đối với cơ thể để giữ gìn cho sức khỏe. Do đó, hãy ghi nhớ những lời khuyên này để áp dụng thường xuyên. Đừng bao giờ uống rượu khi bụng rỗng, uống rượu suông mà không kèm thực phẩm, uống rượu quá nhanh hay quá nhiều. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe trong dài hạn mà còn có thể say hoặc sốc do uống rượu. Chuyển sang phần nội dung cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Năm cách sau đây sẽ giúp hóa giải cơn say ngay lập tức. Thứ nhất, uống đủ nước. Một trong những cách tốt nhất để giảm say rượu là uống đủ nước. Bởi mất nước là nguyên nhân chính dẫn đến cảm giác nôn nao, mệt mỏi, bên cạnh sự suy giảm vitamin và đưa chất độc vào cơ thể quá mức. Rượu bia là một chất lợi tiểu, kích thích thận của bạn sản xuất nước tiểu, có nghĩa là nó khiến bạn mất nhiều nước hơn, cùng với đó là mất một số chất điện giải của cơ thể. Cách tốt nhất để khiến cơ thể không dễ chìm vào cơn say, đó là mỗi lần bạn uống một ly rượu, bạn cũng nên sử dụng thêm một cốc nước để cơ thể bù nước lại. Thứ hai, đi ngủ. Rượu bia có thể làm rối loạn giấc ngủ của bạn và nhiều người thức dậy với tâm trạng uể oải sau khi uống quá nhiều rượu đêm hôm trước. Giấc ngủ cũng chính là một trong những biện pháp làm dịu cơn say tốt nhất. Do đó, nếu có thể, hãy đi ngủ. Đây cũng là lời từ chối rất hợp lý khi bạn không thể sử dụng được rượu bia nữa. Thứ ba, đi bộ. Mặc dù không ai khuyên bạn tập thể dục nặng khi say rượu, nhưng đi bộ ngắn hoặc chạy bộ cũng sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhờ có không khí trong lành và endorphin được giải phóng khi hoạt động thể chất. Tuy nhiên, không nên vận động mạnh để khiến cơ thể đổ mồ hôi khi say vì rất dễ cơ thể mất nước. Thứ tư, ăn cá. Ăn cá có thể là chìa khóa giúp bạn xoa dịu cơn say. Nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng bảo vệ của omega 3 có chứa trong cá đối với thần kinh, đồng thời chống lại tác hại của rượu với não. Dầu cá có khả năng bảo vệ các tế bào não khỏi tác hại của chứng viêm do uống rượu. Cuối cùng, bổ sung vitamin và khoáng chất. Sau cơn say, cơ thể sẽ thèm khát một lượng vitamin vì chúng bị đào thải quá nhiều trong khi chúng ta uống rượu và đi vệ sinh. Các loại vitamin và khoáng chất có thể giúp bạn xoa dịu cơn say mà không làm đau bụng. Một số thực phẩm có chứa thành phần vitamin
giúp bạn xoa dịu cơn đau đầu khi say rượu như các loại sinh tố trái cây, rau cải bó xôi. Các vitamin trong thực phẩm này sẽ tăng cường lượng magie, một thứ bị cạn kiệt sau một đêm say xỉn. Ngoài ra, dưa chuột sẽ giúp làm mát và làm dịu tiêu hóa, cũng như nước ép lô hội có thể giúp giảm viêm. Dứa và gừng sẽ giúp ích cho những ai đang cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng sau cơn say rượu. Bạn nên uống nước hoặc các chất vitamin điện giải từng ngụm nhỏ, không nên uống quá nhiều trước khi say rượu vì rất có thể sẽ bị trào ngược ra do những dư âm của trận say. Hy vọng những thông tin bổ ích vừa rồi sẽ giúp ích được cho quý vị và các bạn. Và đến đây, Sống Khỏe và Sống Tốt xin khép lại chương trình của ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.